Trong nhiều năm qua, cùng với nhiều sự quan tâm đầu tư của thành phố cho lĩnh vực y tế, những nỗ lực cống hiến của đội ngũ các thế hệ y bác sĩ, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng lên. Trong đó, phương pháp điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền ngày càng mang lại nhiều hiệu quả. Trước sự quan tâm đầu tư của thành phố, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, cơ sở mới tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2021, quy mô 300 giường. Cùng với sự miệt mài nghiên cứu sáng tạo của các thế hệ y bác sĩ, lương y, bệnh viện đã thành công trong việc kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong khám và điều trị bệnh. Với nhiều thành tựu quan trọng, tiêu biểu như điều trị cắt cơ nghiện cho bệnh nhân ma túy, sử dụng tia laser trên huyệt để điều trị bệnh, châm tê trong phẫu thuật mắt, điều trị bệnh trĩ, áp dụng châm cứu để điều trị một số bệnh thông thường. Định hướng phát triển năm 2022 trở đi, bệnh viện tiếp tục thành lập các cái chuyên khoa phục vụ cho bệnh nhân, hướng đến bệnh viện đa khoa y học cổ truyền, dùng các cái trang thiết bị hiện đại mà thành phố được đầu tư. Để làm được việc này, thì bệnh viện đang từng bước đào tạo cán bộ viên chức, đặc biệt là thu hút bác sĩ đa khoa cho đi đào tạo. Và hy vọng trong thời gian rất ngắn thì bệnh viện sẽ thành bệnh viện đa khoa y học cổ truyền để phục vụ cho bệnh nhân ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và nhân dân Đà Nẵng. Trong quá trình phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đã nỗ lực thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao năng lực khám và điều trị. Từ đây, ứng dụng và điều trị thành công nhiều căn bệnh. Đặc biệt, trong suốt 12 năm qua, bệnh viện đã nhận được sự hỗ trợ, cộng tác của tình nguyện viên bà Virginia Marie Lockes, một chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ, người đã cùng chồng sáng lập tổ chức Steady Footstep với mục tiêu phục hồi chức năng, cải thiện cuộc sống cho các bệnh nhân bại liệt và người tàn tật ở Việt Nam từ năm 2006. Tại đơn vị vật lý trị liệu phục hồi chức năng của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, bà Virginia Marie Lockhead không chỉ trực tiếp điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh, mà còn đào tạo nâng cao tay nghề cho hàng chục bác sĩ, lương y, kỹ thuật viên. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng phối hợp với nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng làm bức tượng chân dung bà Virginia để trao tặng cho bà, nhằm tri ân những đóng góp rất lớn của bà. Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, người từng thiết kế nhiều công trình lớn cho thành phố Đà Nẵng như tượng đài 2 tháng 9, tượng đài Mẹ Nhu, Cầu Rồng. Vợ ông cũng từng nhiều năm làm trong ngành y. Toàn bộ nhân viên cũng như lãnh đạo bệnh viện rất là cởi mở, cùng nhau hợp tác để mà phát triển bệnh viện. Vì cái chung, mọi người cũng rất là tâm huyết trong công việc của mình. Sẽ gắn bó nữa, bao lâu nữa thì bà sẽ gắn bó trong tương lai cho đến khi nào mà vì sức khỏe mà không cho phép nữa. Và đây là một trong những công việc mà ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Nhưng mà mình làm công việc mà mang lại ý nghĩa lớn nhất thì không có lý do gì để mình dừng cả. Liên quan đến vụ chìm cano trên vùng biển cửa đại tỉnh Quảng Nam vào chiều ngày hôm qua, ngày 26 tháng 2. Sáng nay, ngày 27 tháng 2, chính quyền phường cửa đại thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã tìm thêm được hai thi thể. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính của các nạn nhân trên. Hai thi thể gồm em Ngô Minh Hát, sinh năm 2010, và chị Nguyễn Thị Giảng Đê, sinh năm 1998, cùng quê ở Hà Nội. Còn hai nạn nhân mất tích là hai cháu Nguyễn Minh Quy và Nguyễn Mai A, cùng sinh năm 2019, cùng quê ở Hà Nội. Tính đến nay, vụ tai nạn lật cano trên biển cửa đại đã khiến 15 người tử vong. Vẫn còn hai người chưa được tìm thấy.